Xin chào cả nhà. Nay ảnh cái là đi đám giỗ nội á nên cho đồ ăn về ở nhà ăn rồi. Mời cả nhà dùng cơm với gia đình em luôn. Dạ cơm nhìn. Tay chú. Tay chú. Tay chú. Em mời cả nhà dùng cơm với gia đình em luôn. Mời cả nhà dùng cơm. Ăn cơm đi con. Thằng ăn gì? Oh, my God.
Để không.